Một lần nữa xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là vài tin về Việt Nam. Việt Nam vừa đưa ra chương trình sẽ có 8 chuyến bay đến Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi tuần. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, ông Đinh Việt Thắng là Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải mở đường bay quốc tế thường lệ đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo thống nhất với các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc, thì trong 4 chuyến khứ hồi mỗi chặng bay, hãng bay phía Việt Nam sẽ thực hiện 2 chuyến và mỗi công ty Nhật và Hàn vận chuyển 2 chuyến. Tuy nhiên thì ông Thắng cho biết thêm là việc mở đường bay quốc tế còn chờ ý kiến của các cơ quan chức năng như là Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng vì liên quan đến đại dịch COVID-19. Sau khi có thống nhất của các cơ quan nói trên thì hãng hàng không Airlines Việt Nam cũng như các hãng bay khác sẽ thực hiện các chuyến bay như bản tin nói ở phần trên. Giữa mùa đại dịch nhưng Việt Nam có thể nói là may mắn. Bản tin cho biết là chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh nhất thế giới trong tháng 8 vừa qua. Chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán thành phố Sài Gòn đã tăng 15 trong số 21 phiên giao dịch. Trong đó thiết lập mạch tăng dài với 6 phiên liên tiếp vào đầu tháng. Chỉ số đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng là 881.065 điểm, tăng 10,43% so với tháng trước. Và theo bảng xếp hạng của StockQ VN Index đứng trên nhiều chỉ số như là Russell 3000, Nasdaq, S&P 500 về mức tăng trưởng. Nếu tính cả phiên giao dịch đầu tháng 9 thì mức tăng nhảy vọt lên là 11,69% và tiếp tục dẫn đầu thế giới. Đó là một cái tin mà chúng ta không biết phải nói thế nào. Đúng như vậy thì cũng mừng cho ngành chứng khoán Việt Nam, thưa quý khán thính giả. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Việt Nam vừa bước sang ngày thứ tư không ghi nhận có ca nhiễm mới. Theo Bộ Y tế, đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 1.044 ca COVID-19, trong đó 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm ở trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay thì 550 ca. Tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 9 thì không có ca nhiễm lệnh mới nào. Trong đó có không ca nhập cảnh nào từ những người bị cách ly. Và như vậy thì cho đến thời điểm này, Việt Nam bước sang ngày thứ tư không ghi nhận có bất kỳ một ca nhiễm COVID-19 nào cả. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch sang, nghĩa là đang được theo dõi, thì họ cho biết là rất tốt. Cách ly tập trung tại bệnh viện thì có 3.672 ca và cách ly tập trung tại các cơ sở khác thì có 15.868 ca. Phải nói rằng Việt Nam thực hành cách ly một cách khá nghiêm ngặt. Chúng tôi đã có dịp xem một vài cái YouTube thì đồng ý rằng thì là kiểm soát như vậy là đúng. Và có lẽ nhờ thế mà cái sự lây lan nó bớt đi. Hết chưa em? Ok, bản tin sau cùng. Và sau đây là bản tin sau cùng nói đến hai người Việt của chúng ta tại tiểu bang Texas đã thiệt mạng vì họ dùng máy phát điện sau bão Laura. Sau đây là một tin nói đến hai người Việt tại Mỹ đã thiệt mạng vì đã dùng máy phát điện sau bão Laura. Hai người Mỹ gốc Việt nằm trong số 5 người thiệt mạng vì đã dùng máy phát điện không đúng cách. Hiện số người chết sau trận bão Laura vừa qua ở miền Đông Nam và tiểu bang Texas vẫn tiếp tục tăng lên vì tình trạng mất điện khiến cho nhiều người phải sử dụng máy phát điện. Hai người gốc Việt đều là công nhân đánh tôm. Một trong số hai người được xác nhận là ông Châu Nguyễn, người làm thuê cho gia đình ông bà Khiêm Nguyễn và Marianne Nguyễn. Họ nói, ông ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều. Mọi thuyền viên trên tàu đều giúp đỡ tôi. Anh ấy có mối tương giao với tôi rất tốt. Đó là lời nói của ông Khiêm Nguyễn,
nói với đài KPRC, hiện ông bà Khiêm đang cố gắng tìm thân nhân của ông Châu Nguyễn tại Mỹ. Các nạn nhân người Việt Nam trong số 5 người chết và 23 người khác được đưa vào bệnh viện trong hai vụ ngộ độc khi chất carbon monoxide từ máy phát điện ở tiểu bang Texas. Các giới chức địa phương đã khuyến cáo người dân cẩn thận và lưu ý khi sử dụng máy phát điện tư nhân. Số người chết vì ngộ độc khi carbon monoxide ở Texas hiện nay đã tương đương với tai nạn tương tự xảy ra sau cơn bão Rita trước đây năm 2005, khi một gia đình sử dụng máy phát điện sai cách đã dẫn đến tất cả 5 người chết, trong đó có 3 trẻ em. Nói đến đây thì chúng tôi cũng xin phép được nhắc đến một chút về cái chất carbon monoxide. Đôi lúc nếu mà chúng ta vô tình, nếu mà đậu xe ở trong garage rồi chúng ta mở máy để chúng ta, nhất là mùa đông ở những cái tiểu bang mà lạnh nhiều, ngay ở đây chúng ta cũng phải lưu ý thôi, mà chúng ta đóng cửa garage thì chúng ta nguy hiểm đó. Đừng khi mở xe hơi ở trong nhà, ở trong garage để sửa hay để làm cái gì đó mà chúng ta không mở cửa garage là chúng ta gặp nguy hiểm. Cho nên là Mai Tuấn xin phép nhắc qua với quý vị nhé. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả trong chương trình vừa qua, và kính chúc quý vị thật nhiều sự vui, nhiều sức khỏe tốt. Chiều hôm nay từ 4 giờ tới 5 giờ là chương trình Sức Khỏe Là Vàng của chương trình VBS Home Shopping. Quý vị, chúng tôi đã bắt đầu hôm 1 tháng 9, quý vị đã theo dõi và rất khích lệ chúng tôi vì quý vị ao ao gọi vô để mua hàng, và mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Một lần nữa quý vị nhé, từ 4 giờ tới 5 giờ chiều hôm nay. Mong được gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp và chương trình tin tức vào ngày hôm sau.